tuần vừa rồi chơi được nhiều cho nên là tăng 2 Hả? video một ngày luôn nha. Chứ mình cảm thấy thì cần phải chơi nhiều hơn một cuối tuần có thể full được điểm tuần ý. Hôm trước mình thấy nhiều bạn cày có 2 ngày full điểm tuần chơi kinh thường. Mệt quá là mệt. Khi mà phải ngồi chơi lâu á. Đấy, người thấy cái hitbox heavy attack con cá chưa? Mặc dù nó chậm nhưng mà cái tầm khá là xịn. Nên là thỉnh thoảng đồng không nhà trống thì mình khá hay heavy attack. Cái tội là Penta nó nhìn được mặt rồi. Là tránh mất tiêu rồi. Nhiều bạn mình thấy nhiều bạn cũng kiểu xoay cam mình không nhìn tranh ý, nhưng mình mà xoay cam kiểu đấy thì mình hay bị lỡ tay xoay vào á. Chung là mình cảm thấy mình làm đấy không tốt nên là mình không ăn tranh luôn. Chung là đầu trận thì thoải mái ăn tranh chứ cuối trận mà các bạn ăn một cái tranh thì nhiều khi là các bạn thua cả game ấy, cũng tùy nha. Thèm ăn tranh quá. Mình sẽ ra mình đi. Đây. Đấy, bây giờ đứa nào đi cứu. Rồi con đi. Nước lên. Nước lên khá là chậm tại vì đây là ghế rồi che tóc. Làm sao mà 12 giờ né 99 nước rồi. Ở đây có 12 giờ mà đã chín đã đổ nước đi là được. Cho bố đi cứu à. Nên tôi là một con không có sợ quá đủ đó. Cắm cọc được này là gì thì gì nó đi cứu. Mình dí thẳng cá bộ luôn cao bộ nước rồi. Đã trúng 2 lần. Nên tôi có chanh nhưng mình không nhìn. Ô má cứu được kìa. Cứu được thì nằm lại. Bây giờ mình treo thằng cao bồi ra cái đấy rồi mình nhìn tranh luôn. Cancel là thằng cái treo luôn. Cứu luôn không? Làm sao dám cứu? Ủa mình nhân ba... Ất đù. Cứu luôn thật kìa. Đấy là mình bị chớ đó mẹ. Chớ mình không quay lại dưới hai đứa kia luôn mà không nhân bao sọ hãy lười. Bây giờ dưới gặp Penter ngon hơn thì Penter mất tranh rồi. Hai đứa kia thì có nhanh 6 giờ cũng chưa có gì nhau được. Ok bây giờ Luca phải đi cứu này. Hai hiu nhau rồi. Các bạn thử giảm đi một vùng. Đi ra vào ghế sớm nha. Hay. Trời ơi. Bà nghĩ là bà giật được điện như giật ba sỏ của nhân hả? Quả đấy Luca giật điện né cái rút nước của mình là quá hay rồi. Nhưng mà rất tiếc. Terra sụp. Cái này dễ Terra sụp lắm. Chứ cũng khá áp lực á. Anh giữ mình giảm điện cái vòng này. Vì bọn nó vừa hiểu đây xong mà. Đấy. Rồi nó có ba sọ ạ. Sợ nó lại giúp nó lại ấy. Đến xa xa rồi. Rồi. Giật giật nó cứu. Không sao không sao. Lúc quang giáo giật điện chả để làm gì. Điện nó mới có tác dụng, à giờ sọ nó có tác dụng. Còn những lúc mà quang giáo đi giật giá đấy làm gì thì giá nó vẫn quang ra được thôi. Còn một máy à, hai máy à. Trận này là Terra sốc đấy là mình thắng rồi đấy. Già vùng rộng lớn luôn này. Già hơi kỹ, thì giận chả cần. Ôi, mình đạt lỗi kìa. Đấy, đơn hợp vào đây cứu nước nó lên thôi, không cứu được luôn á. Không có dấu tay mà Luca sắp bay màu rồi. Giờ mới có thì giờ không cứu kịp đâu. Không có máy dùng thì mình tele qua. Ồ, máy bên này à? Trời ơi, chưa kịp nhìn luôn. À, đây, thanh niên này. Nấp à?
đắp với chúng tôi. Ơi, không có cửa rồi. Trời ơi, tôi hiển quang luôn nữa. Bây giờ mới nhân ba sọ này. Cái hầm ở đâu đây? Ba sọ vẫn có thể nhảy hầm nhưng mà sẽ không thể nếu mình nghĩ xem mình tại đây. Chơi cái hầm đã. Ok, hầm ở đây. Mình thấy dấu tay mình sẽ mình luôn. Ủa, thấy thật nha. Nãy mới dạy máy xong bên này thấy. Đây kìa, có dấu chân à? Đúng rồi, có dấu chân. Rồi. Để xem mình luôn. Rồi ba sọ vô đây. Rồi ba sọ vô mồm, không sợ nữa. Rút về luôn. Rồi. Ok, mình sẽ làm thêm trận nữa nha. Hầm chết ở nhà gỗ, chết rồi. Cá. Amin cộng sau luôn. À quên nhầm, Amin máy cai ở cộng sau và con. Đã cá. Vẫn lag. Còn ngồi đã lag rồi, mình còn 12 giờ chết rồi. 118. Đây có người nào đúng không? À 3 mét rồi. Sửa máy tiếp đi, con mũ đồ cổ kia. Vừa mới được sửa này nè. Gì mà sao cái máy đấy vẫn không thấy ai sửa kia? À, ở bên này mà, alo. Của alo. Cái thằng nào đang sửa cái máy quá kia? Chúng tôi cũng chưa đâu, chúng tôi 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 ôi, giết một rồi. Ôi, giải tán. Giải tán rồi là. Tìm nhanh quá. Phen thăng thôi. Xong ba máy rồi mình nó đang ra cái máy kia nha. Vỡ. Thè nó xấu. Một phép. Có bên chị không chặn này hả? Máy nữa thôi. Bắt được nó ra tới. Hitbox của cá. Nhanh vãi trường. Hitbox của cá. Đó mình còn bóc thì cái map đúng nghĩa đen luôn. Hitbox của cá. Lạc qua trời mình thật sự.
Ủa, nó đến đây rồi. Có bật đồ, có bật đồ phát, có bật đồ phát. Không thấy. Chào em. Mình cùng hiêu nhau tí nào. Nó về rồi. À mà thôi, nó về mẹ rồi, còn đâu mình hiêu nhau nữa. Ủa? Vãi, hai đứa cứu à? Ừ, thường người mà. Thôi chả sao, mình không để ý ạ. Trời ơi. Hết. Cái đủ máy này. Cái máy thì vẫn đủ. Không đủ người đâu. Thôi cầm lên. Vãi cái phân. Xong. Chưa bắn đủ chứ. Bắn cái cua ấy. Mà chết thật bây giờ. À không, ăn to bắt tỉnh đi em đi. Cố em. Không cố ở đâu nha. Em đi. Bắt cả. Này không kịp. Cái đó là được. Kiểu không? Đi nhanh thách tiếp kìa lắm. Tiếp nhanh lên, nó về kìa. Cả 12. Mất hết tất cả mọi thứ. Chết à, chết. Bây giờ làm nào mình về cái máy kia, tức là nước nó bao hết chỗ này mà. Bye bye em. Hay là mình đi quất nhỉ? Đi quất đi. Ừ. Ê. Quất đi. Quất được không? Quất được. Mà quất em. Quất nhau đi. À. Ôi, không quất được con. Tôi đi chạy hầm. Hầm ở đâu rồi? Nó biết. Ô, hả? Không biết đâu. Cứu đường nào vậy trời? Nó văng đi đâu không biết luôn á. Nghe nghe mà tôi thầm ở đâu rồi. Đợi đấy, sắp ăn rồi. Thằng cầm ly có vẻ giàu dí hơn. Thằng tơ vẫn ở đây. Nó đổi sang excitement nha. Tắm mắt. Rồi cắm mắt. Trời ơi, giết ba luôn. Giết bốn ta thôi. Giờ làm sao đây? Không giết bốn được ấy chứ. Không, bên này giết bốn. Bên này chắc chắn là chết. Giết bốn thì phải hồi tay le nhưng mà chưa có rồi. Nó mở cổng trước rồi. Hồi tay le thì mới giết bốn được. Thế sao cái hầm không ở đây? Ủa? Hắn một được không? Hầm ở đây mà. Hắn cái đéo là được.